Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi được gọi là Scientol 52. Vâng, đây là video đầu tiên của mình. Mình chọn cái nhân vật gọi là Goku Super Saiyan Blue đó các bạn đấy. Và nhân vật đối thủ của mình chính là cái thằng này, thằng Piccolo này nè. Thiệt tình, nó cứ chạy lại đánh hoài nè. Một mình hóa đang nói chuyện này thiệt ra giá. Thật là ôi trời. Đáp chết. Trời ơi trời ơi, sao cái này nè. Kiếm chuyện nè, anh nhạc kiếm chuyện nè. Ngẫm tẩu đi kinh. Vâng, và như vậy là nó đã bị mình đi việc các bạn. Vâng, ok. Vâng, và trời ơi, cái tôi sẽ là nghĩ là hơn đòn, ok. À, thằng cái cụ chá. Có đi, xong đi, xong đi. À, xong như mình đang chơi chế độ là sống còn đó ha. Sobivan á. Thằng nhân vật mình chọn là cái thằng Goku Super Saiyan Blue. Nó thì trời ơi. Ây da, sao mà chọn người ta không vậy. Trưởng ta thì là trưởng lại. Đúng rồi. Trời trời. Ấy á. Đập hả mày, hả mày, hả mày. Rồi. Tiễn em lên được. Lên đường. Lên. Xong. Quang và tiếp tục sẽ tuyển một cái nhân vật khác ra nói với mình. Đây, ok. Ngầm. Trời ơi, cái nghĩ đánh qua kìa. Trời, 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 không nhận xung dữ. Vô tên dữ quá. Ha ha. Xong, trời, 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 ôi cha. Ta biến thành cái ok đập như chết. Trời. Giỡn à, giỡn à. Ố, khủng nè. Sốc nha. Ây da. Sao, 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 sao. Ấu, ây da. Da, 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 da. Ây, trời ơi, bắn kìa. Trời tôi luôn. Đã chưa kinh. Ngủm tội. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vâng người thứ ba mà nó được tuyển chọn ở đó với mình chính là thằng ba đất. À, giờ thằng ba đất này sẽ bị sớm đi tiêu diệt thôi. Nhanh chóng thôi mà các bạn. Ok, ok, này sẽ này nè. Đắp, đắp, đắp ra. Ngủm tẩu nè. Ô. Thật đáng chết tiệt. Trời 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 trời. Số trời trời. Trời trời trời. Trời trời trời. Xong nhá. Vâng, và Visa. Lý do trưởng của ta là mình đã không thể bắt đầu dậy một cú. Vâng. Và đây, tiếp tục. Trời xa, lá lá lá. Thằng này chạy lấy quái. Kiểu sự tình đáng gần mà cái chạy lại. Chạy lấy quái. Ăn trưởng. Chạy, chạy, chạy. Thế mà được mình. Ôi trời. Ăn cái gì, 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 ngấm. Trời mày biết mệt. Đức. Trời mày đánh hoài ta. Liên lệnh. Xong và tiếp tục. Chính là cái hàng. Ôi trời, đem thằng nào bây giờ đánh với ta. Đánh nè, nhắc chân. Ma bê, ma bê, ư ư ư. Có một chiếc bù. Ú quá. Hmm.
Sắp mà chưa, sắp mà chưa, cá mà chưa, cá mà chưa. Cho rồi, cái kia. Cái này là bán gì mà không chết thôi. Rồi, tạm biệt. Vâng. Và mình tiếp tục để nó chọn mình một nhân vật gọi là gọi là Goku. Đến hợp với mình luôn, mình đã biết thằng cây cho nè. Dễ lý con này. Trời ơi, đập mình cho. Trời ơi, trưởng lại luôn kìa. Nhưng mà dữ vậy mày. Trời với cái mày cho nó mày vẫn chạy lại đây đánh với ta, người sẽ không có cơ hội đâu. Hãy xem đây, đất đi, đất đi, ngắm tỏ đi em. Vâng, và bây giờ mọi thứ đã xong rồi. Thank you.
Where to rest?